Xin chào tất cả mọi người. Tiếp tục chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp thì hôm nay mình lại review chia sẻ với tất cả mọi người để mọi người xem và tham khảo về một cái mẫu nhà mái Thái một tầng. Đó. Thì hiện tại mình đang đứng trước mặt tiền mẫu nhà này và đứng phần bên ngoài khuôn viên của mẫu nhà này nhá. Đó thì trên màn hình tất cả mọi người thì mọi người có thể thấy được là hình thức mặt tiền của mẫu nhà này. Đó, hình thức mặt tiền đây. Đó, thì là mẫu nhà này thì mẫu nhà mái Thái hình chữ L nhé cả nhà nhé. Một mẫu nhà mái Thái hình chữ L. Đấy, mẫu nhà mái Thái ở quê. Đấy, thì mình review vào đến hệ cột cổng này. Đấy, hệ cột cổng này. Đấy, vào đến trong sân thì mọi người đã xem và mọi người có thể thấy được. Đấy, nhà ở quê thì là khu vực sân. Đó, khu vực sân được tận dụng làm sân phơi thì mọi người có thể đánh giá được. Đấy, phần bên sườn bên vị trí phần N kia. Đấy, vị trí phần N kia là khu vực bếp và công trình phụ nhá. Đấy, phần mặt tiền chính đây. Phần mặt tiền chính thì phối cách là một hệ xê lô. Đấy. Đấy, phần mặt tiền chính thì mọi người có thể thấy được là một phối cách là một hệ xê lô sảnh hiên này. Một mái Thái gian thò và một mái Thái tổng thể ngôi nhà. Đó, một mái Thái tổng thể ngôi nhà. Đấy, phần sân đã được ốp nát này. Đấy, bên ngoài này. Đấy, hình chữ L thì phần N bên kia thì là khu vực bếp này và công trình phụ thì phần bên đó hơi bị bừa bộn thì là lát nữa thì mình sẽ không review phần sân bên ngoài mà mình sẽ review phần bên trong, công năng sử dụng bên trong và mình review xuống không gian bếp để cho mọi người xem và tham khảo nhé. Đó, cột trụ sảnh hiên đây. Hai hệ cột trụ hiên sảnh, hệ cột vuông. Đó, phần sân được ốp nát toàn bộ là hệ gạch đỏ. Bước qua hệ ba bậc cấp lên trên khu vực sảnh hiên và vào không gian bên trong nhà. Thì cái mẫu nhà này hình thức mặt tiền thì mình cũng đã review. Đấy, phối cách là một hệ xê lô sảnh hiên và mái Thái gian thò và một mái Thái tổng thể ngôi nhà. Đó, thì tổng thể chiều ngang của mẫu nhà này là 8m60. Đấy, ngang nhà 8m60 và chiều sâu. Đấy, chiều sâu tổng thể tính từ vị trí sảnh hiên này. Đó. Tính từ vị trí sảnh hiên này này. Trên 10m nhé, về cuối khu vực đằng sau nhà. Đó. Tính từ khu vực sảnh hiên này cuối về cuối khu vực đằng sau nhà là hơn 10m. Hệ bậc cấp lên trên khu vực sảnh hiên đây. Đấy. Ngang 8m trên 8m và chiều sâu là trên 10m. Lên trên khu vực sảnh hiên, bước qua ba bậc cấp. Lên trên khu vực sảnh hiên thì là không gian cửa chính đây. Cửa gỗ tự nhiên, khuôn bao. Đấy, vào không gian phòng khách. Mẫu nhà này công năng sử dụng bên trong là phòng khách này, và ba phòng ngủ và một khu vực bếp và khu vực công trình phụ. Đấy, khu vực bếp và công trình phụ đây. Đây mình review góc quay này luôn thì mọi người có thể thấy được là không gian bếp kia. Đấy, bác gái đang chuẩn bị cho nấu nướng. Đó. Và công trình phụ ở cuối khu vực hình chữ N kia. Đấy, không gian phòng khách đây. Đây là hệ trần phòng khách này. Thì mẫu nhà này được đổ mái bằng hết toàn bộ nhé, không cứng. Dầm bo xây toàn bộ hệ tường bao là tường 20. Tường ngăn giữa các phòng là hệ tường 10. Đấy, được đổ mái bằng hết toàn bộ. Sau khi đổ mái bằng thì được thu hồi đổ những phần ne mái Thái ở mặt tiền. Đấy, nguyên phòng khách này sau khi đổ phần mái bằng xong được trần toàn bộ, hệ trần là trần thạch cao. Đấy, mẫu nhà này không gian phòng thờ được ở vị trí bên trên nhé. Đấy, cái hệ chống nóng của mái Thái rất là cao. Thì bên trên hệ chống nóng bên trên được bố trí một hệ gian phòng riêng biệt ở bên trên đó để tạo không gian im tĩnh. Không gian phòng thờ ở bên trên nhé cả nhà nhé. Đó, không gian phòng khách đây. Đấy, khá là rộng. Đấy, phòng khách. Đó, hệ cầu thang đi lên trên mái bên trên, lên trên phòng thờ bên trên và hệ chống nóng bên trên. Đó, không gian phòng thờ ở bên trên khu vực bên trên mái. Đấy, mình sẽ view về cái không gian phòng khách thì mọi người có thể xem và mọi người đánh giá với một không gian phòng khách khá là rộng. 4m8 chiều ngang sử dụng và chiều sâu là trên 8m. 4m8 sử dụng chiều ngang và chiều sâu là trên 8m. Thì mẫu nhà này được sử dụng thiết kế và thi công sử dụng là 3 phòng ngủ. Đó, 3 phòng ngủ liền kề nhé cả nhà nhé. Trên màn hình mọi người có thể thấy được là mình review là một hệ 3 hệ cửa đi vào các ô phòng ngủ. Đó, diện tích các ô phòng ngủ này diện tích từ 12m đến 14m. Đấy, buồng ngủ số 1 đây. Buồng ngủ số 1 nằm ở vị trí phần gian thò. Từ khu vực sảnh hiên đi vào qua hệ cửa chính. Đây là không gian hệ cửa đi vào buồng ngủ số 1.
Hệ cửa đi vào ngủ số 1 thì được lắp đặt là toàn bộ là hệ cửa nhôm. Đấy, PMA. Đấy, phòng ngủ khá là rộng. Đấy, mọi người có thể thấy được trên màn hình này, đây. Phần giường, tủ quần áo này đã được lắp đặt. Đấy, bàn làm việc, bàn trang điểm thì đấy. Phòng ngủ vẫn còn trên 12 mét vuông đến 13 mét vuông thì vẫn còn một cái không gian hành lang. Đấy, bên trong cực kỳ là rộng. Và hệ cửa đi vào là hệ cửa được lắp đặt là hệ cửa nhôm PMA. Đấy, hai hệ cửa đi vào các ô phòng ngủ còn lại là buồng ngủ số 2 và buồng ngủ số 3 cũng như vậy. Đấy, mọi người có thể thấy được thì không gian các ô phòng ngủ này đều được lắp đặt các hệ cửa là côn bao, cửa nhôm. Đấy, côn bao cũng là nhôm và cửa hệ cửa cũng là nhôm kính. Hệ cửa nhôm PMA này thì có đơn giá dao động rơi vào khoảng 1.3 đến 1.4 một mét nhé. Người có thể thấy được thì gia đình có rất là nhiều các em nhỏ nên ra là đồ đạc cũng khá là vừa vụn. Không gian bên trong hệ trần này, đó, hệ trần này, hệ phòng bên trong được sơn màu trắng sữa, hệ trần thì được sơn màu trắng nhá, nẹp trần được sơn màu vàng. Đấy, không gian phòng buồng này đó, rất là rộng rãi. Đây, hệ cầu thang. Cầu thang đằng sau khu vực tủ kệ tivi nối dẫn lên không gian bên trên, khu vực phòng thờ bên trên. Đây. Cầu thang lên trên mái chống nóng bên trên có một hệ phòng thờ. Thì mẫu nhà này được lợp toàn bộ hệ tôn xốp cách nhiệt nhé. Thì mình review góc quay này thì mọi người có thể thấy được. Thì lên bên trên không gian phòng thờ tĩnh lặng bên trên thì là được bố trí thì mình không tiện review. Thì mình chỉ review về cái công năng sử dụng bên dưới này để mọi người xem và mọi người tham khảo nhé. Đây, vị trí này thì mọi người có thể thấy được là hệ cửa chính đi vào không gian phòng khách này. Đấy, không gian phòng khách được trần toàn bộ hệ trần thạch cao. Đấy. Bên tay phải từ cửa chính đi vào không gian phòng khách này. Đấy, mọi người có thể thấy được là hệ cửa rất là rộng, nối thông xuống không gian khu vực bếp. Đây, ba cái đang chuẩn bị cho bữa cơm gia đình này. Đấy, bàn thái, chậu rửa, bếp ga này, tủ chạm này. Đấy, cháu xin phép bác, cháu xin review bác cho bác lên trên truyền hình nhá. Đấy, không gian bếp đây. Đấy, bếp này diện tích gần 20 mét vuông nhé cả nhà nhé. Đấy, một không gian bếp nhà quê thì nó rất là đơn giản đấy mọi người nhá. Đấy, rất là đơn giản đấy, mọi người có thể thấy được nhưng mà với một cái không gian vẫn là rất là mở. Em chào anh. Đây là không gian vào khu vực công trình phụ, nhà tắm, nhà vệ sinh đây. Đó, mọi người đã thấy được. Đấy. Hành lang, khu vực hành lang dẫn vào đây, máy giặt đây. Khu vực nhà bếp và phòng ăn. Nhìn lên trên không gian bên trên là phòng khách, một cái không gian mở giữa phòng khách và khu vực bếp và phòng ăn. Đấy, mình sẽ quay trở ra phần mặt tiền để mình review lại một lần nữa để cho mọi người xem và tham khảo về cái không gian sử dụng. Trên vị trí mình sẽ đứng trên vị trí phần cửa chính. Đấy, bên đây tay trái từ cửa chính đi vào. Đấy, cửa chính đây đi vào sẽ là ba phòng ngủ liền kề này. Đấy, phòng khách đây, cầu thang lên trên mái chống nóng bên trên và lên phòng thờ bên trên nhé. Đấy, thường thường những cái mẫu nhà mái thái này có hệ chống nóng rất là cao bên trên thì được gia chủ bên trên là bố trí riêng. Đấy, thiết kế riêng về một hệ phòng thờ bên trên. Nhà mái thái hình chữ N. Đấy, hình chữ N là bên ngoài kia. Đấy, khu vực bếp thò ra. Đấy, và khu vực công trình phụ ở bên sườn bên tay phải thì mặt tiền nhìn vào. Đó, mình sẽ quay trở ra phần mặt tiền nhé. Đây. Sân bên sườn đây. Đấy, mình sẽ quay trở ra phần mặt tiền để mình review lại về một lần nữa về không gian hệ mặt tiền của mẫu nhà này để cho mọi người xem, mọi người tham khảo và mọi người hình dung dễ hơn nhé. Thì đây trên màn hình mọi người có thể thấy được là một cái không gian hệ mặt tiền, một mẫu nhà mái thái. Đó, một mẫu nhà mái thái ở quê. Đó, thì là mọi người có thể thấy được với không gian hệ mặt tiền phối cách là hệ mặt tiền chính là hai mái thái, một mái thái gian thò, một mái thái tổng thể ngôi nhà. Phần sảnh hiên được bố trí một hệ xe lô sảnh hiên bằng. Đó, hệ cột cổng này, hệ tường rào này. Đó. Cột cổng tường rào
Đó là cái mẫu nhà hôm nay mình xin được chia sẻ lên để cho mọi người xem, mọi người tham khảo. Đó, thì là trong khi mình review mẫu nhà này, có những lúc là mình không review hết tổng thể, đó là những cái góc độ riêng tư của gia đình thì mình không muốn review, mình chỉ review sơ bộ để mọi người xem và hình thức mặt tiền và công năng sử dụng bên trong để cho mọi người tham khảo nhé. Đấy, mình sẽ di chuyển ra phần bên này một chút. Đây, phần bên tay phải màn hình hướng tay mình chỉ là phần chữ L. Đó, phần bếp và công trình phụ. Đấy, mặt tiền chính đây. Đó, thì là mọi người có thể thấy được một cái mẫu nhà ở quê rất là yên bình. Xin được kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ kênh và theo dõi những video clip mình đăng tải lên nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và xin chào mọi người.